Xin chào tất cả mọi người nhá. Hiện tại là cơ sở đồ gỗ Tùng Tám đang có mặt tại khu Đồng Xuân, xã Đồng Xuân, thị trấn Thanh Ba. Này ngày 24 tháng 12 đây. Chúng tôi đến và bàn giao gia đình nhà cô chú Trang Sơn. Đây, một bộ bàn ghế Âu Á, chất liệu gỗ hương đá, hàng dày dặn, hàng thửa đây. Thì tôi quay lại video clip lấy làm kỷ niệm với gia đình. Đây trước mặt với đây là chú chủ nhà mọi người nhá. Đây. Thì hôm nay cháu bàn giao ghế thì cháu xin phỏng vấn chú luôn được chút nhé. Không biết là chú biết xưởng cháu qua đâu nhỉ? Nó cũng như chú xem ở trên quảng cáo ở trên mạng. Rồi. Vâng. Đấy thì hôm nay bọn cháu bàn giao bộ ghế này, cũng như là hôm trước là chú đến xưởng tham quan xưởng xem trực tiếp mọc của sản phẩm mà thêm bọn cháu bàn giao, thì hôm nay chú cho xong ý kiến xem là có ưng ý với bộ nào ạ, hay là có gì khen chê thì góp ý với bọn cháu nhé. Nói chung là mình cũng hài lòng về cái thái độ phục vụ và chất lượng sản phẩm. Rồi. Còn có gì lại thông tin sau. Vâng. Ok chú nhé. Cảm ơn nhé. Vâng. Mọi người nhé. Đây bộ này là bao gồm có 6 món chất liệu gỗ hương đá. Đấy hàng này chúng tôi là luộc hàng loại dày dặn. Đấy. Còn hàng phổ thông thì mỏng hơn, nhưng loại này hàng dày dặn hơn. Khuôn tranh 4 ván 2. Đấy, vách đục rất là sâu. Đấy. Toàn bộ sản phẩm đây chúng tôi vừa hoàn thiện, như là kê kích. Đây là không gian nhà của chú đây. Nhà mình chắc cũng mới hoàn thiện, mới xây xong chú nhỉ? Đúng rồi. Đấy, mới hoàn thiện xong 1 tháng thì gia đình sắm luôn bộ bàn ghế này, cũng như là chuẩn bị đón Tết nguyên đán đây. Đấy thì hôm nay cơ sở đồ gỗ Tùng Tám là đến bàn giao, thì cũng rất cảm ơn cô chú và gia đình nhé, cũng như là chúc cô chú và gia đình là chuẩn bị là đón xuân mới là nhiều sức khỏe và làm ăn phát đạt nhé. Ok, vâng. Cháu nhé. Vâng. Cháu và cơ sở là ngày càng phát triển nhé. Vâng. Để bắt tay chú cái. Cảm ơn nhé. Vâng. Đấy, quý khách hàng có nhu cầu thì vâng, quý khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé, theo thông tin ở trên màn hình đây. Rồi, hiện tại là buổi chiều ngày 24 tháng 12 năm 2022.